Vip.com xin chào bạn với tiêu chí kinh doanh phụ sự đến dẫn đầu, shop xe đạp thể thao Vip, shop bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam, xe đạp đua huyền thoại từ hãng Twitter, shop đã nhập về ngập kho, đủ model, đủ màu, nhiều cấu hình, nhiều mức giá để bạn lựa chọn. Và trong video này, shop đang giới thiệu tới bạn, đây là những chiếc xe đạp đua Twitter T10 Pro bản 2021, sử dụng bộ chuyển động Shimano Tiagra 4007 được sản xuất tại Nhật Bản. Shop đã nhập về đủ size, có size 46, 48 và có đủ màu. Hiện nay là đang có 8 màu bạn nha, 8 màu. Twitter T10 Pro có 8 màu đây, sử dụng bộ chuyển động Shimano Tiagra 4700 của Nhật Bản, có màu đen đỏ, màu đen vàng, màu ghi mắt Toyota, màu xanh đen, màu cam đen, màu bạc titan và màu rất là mới, đây là màu semen, đây là màu đất sét, đây là màu xanh ghi, và màu rất mới phát triển từ năm 2021 từ hãng Twitter, và màu cuối cùng là màu trắng đỏ. Và từng màu sắc shop sẽ làm review chi tiết để bạn thích màu nào, bạn xem chi tiết được màu đó khi đến với shop xe đạp thể thao Vip chúng con mua xe đạp online. Và với xe đạp đua Twitter thì shop đã nhập về có model T10 Pro và Thunder, xe đạp đua sử dụng phiên bản khác nhau, có bộ chuyển động Shimano Tiagra 4007 shop đang giới thiệu trong video này, có Twitter T10 Pro sử dụng bộ chuyển động Shimano 105 R7000, có Twitter Thunder sử dụng bộ chuyển động Shimano R3000 Sora, có Twitter Thunder sử dụng bộ chuyển động Shimano 105 R7000, và rất đa dạng về kích cỡ, có size 46, 48, 50, có rất nhiều màu sắc, có những như Twitter T10 Pro sử dụng 105 R7000 có 10 màu, và T10 Pro Tiagra có 8 màu, hay Thunder có 7 màu, có size 46, 48, 50 và rất đa dạng về kiểu dáng, kích cỡ, màu sắc và cấu hình, và có nhiều mức giá rất phong phú để bạn lựa chọn. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Trong video này, shop giới thiệu chi tiết và bán tới bạn xe đạp đua huyền thoại từ hãng Twitter, Twitter T10 Pro bản mới nhất 2021, sử dụng bộ chuyển động Shimano Tiagra 4007. Bộ chuyển động Shimano Tiagra được sản xuất tại Nhật Bản, đây là chiếc màu đen vàng. Vâng, với kiểu khung rất bắt mắt, được hãng Twitter phát triển từ năm 2019 đến nay. Và kiểu dáng khung này là kiểu dáng khung khí động học, được hãng Twitter phát triển và duy trì đến thời điểm hiện tại. Đây là kiểu dáng khung rất đẹp và chất sơn thì rất là bóng đẹp, cùng với hệ thống tem phản quang viền nhé, rất nổi bật luôn. Đây là chiếc màu đen vàng, với màu đen vàng thì đang có hai size, đó là size 46 và 48. Shop đã nhập về ngập kho đủ màu như shop đã chia sẻ. Khung càng cọc in bằng carbon, sử dụng sợi carbon nano, công nghệ EPS Technology xử lý carbon cho chiếc khung càng cọc in này. Xe được thiết kế theo khí động học, tức là xé gió để chạy để nước để tối ưu nhất. Đến chiếc tay lái bằng hợp kim nhôm của hãng Twitter thì cũng được hãng thiết kế theo dạng cánh, toàn bộ cáp được âm trong tay lái và âm trong khung. Phanh trước phanh sau sử dụng phanh chống bó của hãng Rinchopic, có cần gạt thay đổi nhanh độ căng của cáp để bạn dễ dàng tháo bánh trước hay là thay đổi khung bóp, tư thế bóp phanh với nhau. Đây, có nhiều tư thế để điều khiển chiếc xe, như bạn cầm tay lái ở vị trí nào thì cần cái khung nó dài hơn, hay để tay ở vị trí nào để khung bóp ngắn hơn, dễ dàng kiểm soát tốc độ. Tiếp theo là cặp phanh bánh của chiếc Twitter T10 Pro bản 2021 cũng được lắp một bộ bánh mới nhất từ hãng Rinchopic, với vành nhôm chém gió, vành nhôm hai lớp cao 4 cm, vành mới này sử dụng tem phản quang đây bạn nhé, chạy ở những khung giờ đường tối thì rất là đẹp luôn cho chiếc Twitter T10 Pro này. Lốp sử dụng lốp của hãng Innova Pro 700x25C. Cặp mirror sử dụng cặp mirror bằng nhôm cắt CNC, đùm bi chạy đi bằng đạn, rất trơn và trớn, rất trơn và trớn. Và như shop đã giới thiệu thì chiếc Twitter T10 Pro bản 2021 này đang sử dụng bộ chuyển động Shimano Tiagra 4007. Bộ chuyển động này được sản xuất tại Nhật Bản và những cái thông tin này đều được ghi ở mặt sau của bộ chuyển động. Bộ chuyển động Shimano Tiagra 4007 là bộ chuyển động 20 tốc độ,
Vâng, tay đề số Shimano Tiara 4007, tay đề lắp 3.1, gạt đĩa Shimano Tiara 4007, gạt lip Shimano Tiara 4007, sử dụng lip thả 10 tầng của hãng Sơn Sa cùng với xích FUMC, xích 10S hay là xích 10 Speed, tức là xích này dùng cho lip 10 tầng. Bộ đùi đĩa bằng nhôm của hãng Retropic New Style, trục rỗng nhôm 7075 cắt CNC. Vâng, bộ chuyển động này chạy rất trơn tru bạn nhé. Cái nít nổ ra, tôi quay rất nhẹ thôi. Vâng, đây là chiếc màu đen vàng Peter T10 Pro. Bạn thích màu nào, liên hệ với shop, shop sẽ gửi đường link. Từng màu sắc bạn thích màu nào, bạn xem màu đó. Và shop đã nhập về ngập kho đủ màu, có 8 màu và 2 size, đó là size 46 và size 48, phù hợp rất nhiều chiều cao từ 1m6 trở lên. Vâng, đây là Peter T10 Pro, sử dụng bộ chuyển động Shimano Tiara. Shop còn có Twitter T10 Pro sử dụng bộ chuyển động cao cấp Shimano 105 R7000 22 tốc độ. Và bạn còn câu hỏi nào thắc mắc hãy liên hệ trực tiếp với shop, shop sẽ trả lời mọi câu hỏi thắc mắc của bạn. Bạn đến với shop dễ dàng mua được chiếc xe đạp như ý, dù bạn ở bất cứ nơi đâu, ở thành phố hay nông thôn, ở tỉnh nào, shop vẫn có người mang xe đến tận nhà cho bạn, không cần phải đi đâu xa. Đến với shop xe đạp thể thao Vincom, mua được xe tốt, giá tốt, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Và shop đã có hàng ngàn khách hàng trên toàn quốc đã đến với shop mua được sản phẩm như ý, hài lòng về dịch vụ, hài lòng về chất lượng sản phẩm nhận được, và tiếp tục mua những chiếc xe đạp tiếp theo, và có những khách hàng mua tới 10 chiếc từ shop xe đạp thể thao của chúng con. Vâng, cảm ơn bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.